Này thiện hiện, nhãn xứ tức là trí nhất thiết trí, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, sắc xứ tức là trí nhất thiết trí, thanh hương vị xúc pháp xứ tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nhãn giới tức là trí nhất thiết trí, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, sắc giới tức là trí nhất thiết trí, thanh hương vị xúc pháp giới tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nhãn thức giới tức là trí nhất thiết trí, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nhãn xúc tức là trí nhất thiết trí, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tức là trí nhất thiết trí. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, địa giới tức là trí nhất thiết trí, thủy hỏa phong không thức giới tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, vô minh tức là trí nhất thiết trí, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa tức là trí nhất thiết trí, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, pháp không nội tức là trí nhất thiết trí, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, chân như tức là trí nhất thiết trí, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, tức là trí nhất thiết trí.